Hello, xin chào các bạn. Hôm nay cùng nhau đi suối Đá Đen ở Phú Yên nha các bạn ha. Mời các bạn theo mình nha. Không mà không các bạn. Ở thời đạo ơi, cởi đi, hỏi mua nữa rồi mày. Được rồi. Không có dao, em dao thôi mày. Nè mày có rồi đúng không? Này cầm cầm nó đúng không? Vậy được rồi. Vậy thôi. Ghê. Vô không? Ở nào? Hả? Đi quê hả? Đây nè. Ở chân núi. Thấy chưa? Thank you.
lần đầu liên hệ giữ xe cái. Suối à. Trồng dữ à. Ờ. Đây. Ở đây trồng cái trồng cà phê ta hả thân? Trồng cà phê gì vậy? À trồng keo, rừng keo đúng không ạ? Keo tràm á, anh Tài biết cái keo không? Keo là biết làm gì biết không? Tràm vàng mình á. Đâu anh biết làm gì biết không? Trồng keo với làm gì biết không? Ừ đúng rồi, làm giấy. Trồng 5 năm tao mà bán lần á Tài. Bán coi nhiều tiền lắm anh. Ông anh bán 1 năm này cứ 3 năm không bán á. 3 năm bán là bán tỷ mấy hay tỷ á. Ghê không? À, 5 năm chứ quên 5 năm á. Đâu ghê. Là suối đã Tài ha. Đi cái xe đi không? Chiếc kia nữa hả Tài? Bên. Đó Trang ra đứng đây nè. Lấy cảnh cho. Bay qua đây, cầm nó mẹp đây. Rồi, hơi đứng im. Bên phòng nhé, khẩu trang cho túi đi. Ra. Dạ. Bay 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 chụp bay cũng bình thường ấy, quay bay đứng chụp cho chụp cho. À, tạo dáng tạo kiểu đi. Ừ. Từ từ qua đấy, không cảnh hết cái núi ra, thử nghe mày. Nè ba chụp con bên đây gặp cái núi trên thấy được núi không? Thấy. Con góc núi góc. Ok. Thấy được xuống có xuống luôn. Đứng là chụp hai cái núi luôn nè, con đứng ngay đây nè, đứng ngay đó, ừ bạn. Hả? Ừ, bình thường gì đâu. Bình thường mà con, nước suối mà con. Thử cảm giác nước suối đi, sao uống đi. Trời ơi, đó bà nhỏ, là nhỏ em Tài. Đi rượu khát núi, uống này không, uống này hơi bị ngon rồi đó. Ừ, sạch mà con, uống thử coi. Uống đi con. Hả? Cảm giác không thử coi gì đâu. Trời ơi. Cái này sạch sạch đừng lấy cái này nè, nó sạch sạch nè. Cảm giác nó sửa thử thế nào? Cái đây ừ. Xin xuống xuống mà con, nó phải là đất sình như mà sợ. Cảm giác thế nào? Thấy không? Cứ bình thường thấy nó xuống mình không? Đúng không? Chứ có gì đâu mà sợ Tài. Tụng mấy trời ơi. Về đây mà mua số chứ tức là chưa quên chứ trời ơi. Đúng không Tài? Bệnh 10 lít á, hứng về thành phố đổ. Ừ. Bình thường mà, trời ta đi rừng uống này không chứ. Coi phim ảnh á. Các bạn nào đó, coi hình ảnh nè. Người ta đi rừng ta uống nước suối được không các bạn? Mà uống ngọt bình thường nha. Ngọt ngọt, hơi bị ngọt luôn á. Đá nè. Bây giờ hôm nay hai chả hai dòng. Cái hình ảnh anh Tài. Mấy bạn không bê được, nó trôi tới kia luôn á. Ừ. Nhưng mà nó cho cái kim mạnh được không nổi đâu. Đứng đây còn mạnh mà đó. Trong sỏi nè. Đó. Ở đây với các bạn nè. Cảm giác này bít nít này cắm chạy được có lý ha. Ồ nước lớn lên đây này ghê Tài. Tài. Nước là tới đó lên luôn á. Xả đúng mà hẹp á. Đây là cắm trại bên đích là hết hết bài luôn anh Tài ha. Dứt cái này xỉn luôn nhưng mà đây hơi nắng á, xíu nó hơi nắng nè. Nhưng mà xíu nó trưa nó nắng. Có cá chứ. Trời ơi cá nhiều mà trời đừng nó xuống đầy mà.
chung đây nữa, sẽ chung gặp nữa mấy anh giờ là anh về mấy anh như là dân tộc luôn á, hút ở đây làm dâu trên đây luôn. Bỏ chưa qua đi. Không, thằng Đạo nó muốn qua kia kìa. Đạo muốn qua kia, có cây cối phải không? Đây có con, đây mát rồi nè. Đây có cây tre nè. Ồ, tuyệt vời các bạn. Có cá này kìa. Có cá chứ. Cá mực lắm. Tự, có coi kênh phim ảnh không? Lặn đi. Thôi. Cá nào cá? Nè, đồng tông chạy sòng 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 kìa. À. Coi. À, trò đá vậy? Này. Đâu có tâm đâu, không tâm đâu. Điện chụp hình không? Cameraman có kìa. Đâu cái cam tâm đâu? Để giờ chạy nhóc hết trơn luôn á. Anh thấy gì đâu ta? Kìa. À thấy rồi. Kìa. Bỏ đi xanh nước luôn. Một khi làm mồi lấy một đốt lửa lát hồn có đi. Ừ, có cá các bạn đó, nằm cái nhỏ nó bay quá trời luôn, một đàn nè. Ờ thấy nó bơi các bạn, cái nhỏ này. Nó bơi rất nhiều bạn đó, thấy không? Đó, nó bơi nhiều kìa. Chứ hồi nắng á, nó giỡn đâu. Cực quá, thôi đi bên kia đi. Bỏ phố lên gần nha mọi người ơi. Đây có suối nè, có cá này. À đây. Mình dùng cái là cái nước lạnh đá lạnh xiên vô là ốp bia các bạn. Không ấy giờ nó hấm luôn á. Không cục đàng hoàng nha, đổ nó hồi nó bay luôn nha, không còn. Sao cứ để giữ lên là lạnh. Nói chung luôn là lạnh á. Đó. Đó anh Tài là chuẩn bị là đầu bếp chữ nè các bạn. Nước dập khung. Đây là bãi xe điện đá đen đúng không? Xe điện. Thì điện đá đen. Miếng thịt đen mà thầy nấu rồi. Ai có nhu cầu bóc xô bóc liên hệ anh Tài nha không ạ? Cho tôi là nhắn đường clip cho. Đó, cái này đem lên đăng là cộng đồng hết bài nữa bạn. Sao? Tắm bình thường mà, lấy quên bỏ thỏi chút nào, ta tắm cứ giục thỏi luôn á. Giật khung hay giật dây. Mã về đây cả giúp ba luôn, bê luôn gì đâu mà. Đồ cái tắm kẹo bên thôi còn luôn con. Ta đi nè. Không cái này phải để dưới kia mới được ha. Đây là những cái con các bạn. Thấy chưa? Nè đây nó hơi trơn, đá hơi trơn nè. Ồ, lạnh dữ ta. Ồ, lạnh buốt luôn ta. Anh Tài. Hơi bị lạnh luôn á. Lạnh buốt luôn á, thầy bỏ. Vô. Trời ơi, quá đã. Ủa lạnh thiệt quá, lên quá. Cọp. Mở ra cái tay à, đây tắm hết bà luôn. Tắm mày cỡ cỡ dép ra. Đi họ tuột cái mắt dép bây giờ. Đây có ai tắm bụng không có chừng lên nha. Tắm đây vô kia đi, cỡ ra không được mà, cỡ ra cho. Cỡ ra đi chút nữa rồi ướt cho hồi nè, không hóa lạnh á. Ừ. Đó đi, mình lụm đủ 48 rồi nhậu. Đi về. Đó, đừng mở ra kìa đi. Đây đó, mà che đi dăng lưới nè bạn. Đó, vừa làm lưới, có cá lưới rồi mình đem nước ăn luôn nha. Đứng một người trên đi khẽ. Không đủ đâu, thôi đi kia đi. Mình đi dễ hơn nè, chứ đây khó ăn lắm á. Đây dễ chứ đây nè. Đó, trái cây mình ốp luôn các bạn. Ốp tự nhiên nè. Ốp lạnh. Kia kìa đâu. Ốp trái cây luôn kìa. Ốp trái cây luôn nha.
rồi mất mấy cây nha. Chốt lá không còn một miếng. Đây còn là quan sơ ha. Trong thủy điện Đá Đen nè, ở Phú Yên nha. Đó, các bạn muốn đi cắm trại bắt nít ở đây, ở đây thì mình chơi này cho nó cuối tuần hoạt động vui vẻ nè. Vừa chơi có ăn lưới, tụi mình có đem thêm mấy cái lưới nè. Đây được chứ đó, không đủ lưới đâu, nó chạy không nổi đó, dằn á. Thì đó, mấy chị đang ăn lưới nè. Đây nè em ơi. Đây là dễ nè, chứ đó không đủ đâu, không đủ lưới đâu. Ây da, bên kia sâu quá cạn hả thằng? Không nổi đâu. Sâu không thằng? Sâu quá. Sâu sâu. Đâu có sâu, nó mạnh thôi. Nó mạnh thôi chứ nó không sao đâu. Đây có hồ bông liên kìa. Có tấm đây nè. Đây, anh em mình đang bắt lưới nè. Không nổi đâu, em nói không nổi đâu, thả bên kia kìa, nó dễ kìa. Bỏ đi, qua đây nè. Bên kia kìa đâu ơi, bên kia kìa, mới dễ kìa. Nó nhặn căng lắm, chịu không nổi đâu. Đi hả? Ừ, em kêu bên kia gì đấy, không chịu. Thả ra đi. Thả đi. Thả đi. Thu lưu qua đây kìa, bên kia dễ làm kìa, đây. Phải đi đó, chỉ này nè, chết nổi rồi, suối mạnh các bạn. À, bây giờ thả lưới về, xuống rồi nha. Cái chân cái kéo dĩ theo luôn kìa, xong luôn. Mắc luôn rồi, xong mắc vợ luôn á. Đi nữa. Rừng khoai mì ra trồng thôi. Thích thật ha. Lâu lâu mình đi về. Cô Yên chơi thằng em nè, nó dắt mình đi vô đây rồi này. Cảm giác thật yên tĩnh thôi. Quá đã. Có cây trên núi, xuống suối đậm, khung cảnh view thật hấp dẫn các bạn. Ôi trời, là biết sao đâu bếp? Hết sức là đâu bếp hả? Rồi cái này đúng rồi, mình nướng đồ rừng nè. Nướng đồ rừng luôn nè các bạn. Đó, chơi không? Chơi thật, chơi nhức nách luôn. Đó, anh chơi cây thiên nhiên nữa bạn đó. Chàm nướng như thế này là hết ý anh Tài hả? Hết sức. Đâu? Quên nữa rồi. Thì không. Dứt. Thủy điện Đá Đen. Thủy điện Đá Đen. Bấm search vào Google có bán đó, có đó. Chị đang ở Thủy điện Đá Đen á, em. Ê còn, ê, nó bao. Không sao đâu, dở gì. Ủa tắm cái đó hả? Ờ, chứ sao? Nhúng. Ừ, chứ đâu bơi gì đâu. Ờ như tắm với mặc mà đồ nha, không áo kỳ lắm, tôi thua kỳ lắm. Cái của anh cẩn thận đó, em nói sao quay lại đưa cho ông chăm. Sâu không mà còn chuối coi ạ. Ồ em đúng rồi, em mới chơi ở ngoài nè là ngon. Hôm qua là nhậu ở nhà đám giỗ. Không mấy, mai mà đi biển được của anh Tài hả? Chưa, tới khuya luôn. Anh Tài, mai đi biển cái nữa hả? Giết cái biển gì đâu, lỡ đi. Ở đây không có đặc sản, chị... Ở đây nó không có men gì hết đó. Ừ, đá nè, đúng rồi, đá nè, đá đen. Đặc sản, đá đúng giống mà. Đá đen nè, đặc sản đá đen nè. Chứ không có cái gì luôn á. Đây là chợ. Mà chợ đây bán bình thường, không có gì đó. Thì cũng như vậy à. Giống Sài Gòn mình. Có để mua rồi chứ. Không, chỉ có phai mì nè. Cây tràm. Tụi em đi chơi vô nha, tại vì tuần này chị nghỉ rồi. Đâu đi. Này, cái né nó đi. Né nó đi, đừng ấy. Rồi vô đi, gặp con rắn các bạn. Ăn ráo ha, mình coi nè, bắt đầu nè, đó. Mình dí này đá cho nó chạy. Nó chạy đi. Không chạy luôn.
đi đi má mày đây, ông tài ông thành đầu mày luôn á, đi ông tài có thang đó, ông thang nó đi thôi, đi nó chạy bỏ chạy rồi xíu à, đi rồi nó nhắn giáo không gắn đâu, sợ nào mà mình dí đâu, đi thôi nó đi rồi nó đi rồi nó đi rồi, bà đi à, đẹp không? Suối. Bà này chạy tôi luôn á. Dễ gì không lỗi. Vô đi. Ăn mày vô đi. Lâu giờ có em gì đó. Ừ. Chưa chưa đã gì chưa ngứa mà nó bùng bùng phát bùng. Nếu mà dám ướp nãy đường chút thôi cho nhiều quá nó cháy nó ngon. Chút dầu. Vậy thà chấm ớt cái này ngon nè. Rồi sao xé ta? Cầm lên xé chứ. Ném nhẹ. Đừng lấy nhiều, cứ ném nào rè bút cũng. Xé ăn miếng rồi hả anh ăn. Chấm cái này, ăn với nách nè. Đủ. Nướng rồi. Khô quá rồi, hết ngon. Trời ơi. Dai mặn ngọt vừa, đục lý đâu ơi. Quá đã. Nhức nách. Đèn này với ai chửi gì không? Nãy bảy mấy 80 kg không mà. Dữ vậy. Cuối cùng là bạn về nó có vợ có ấy hết mình ngồi xé ăn. Từ từ gì đâu gấp gáp gì đâu mà. Không ế đâu mà sợ. Ê tao đây một ế ta sẽ làm mai cho mày một bà thì thôi. Một bà thiếu. Con một bà. Thì một bà lớn tuổi rồi một bà thôi. Ai lấy giống tuổi. Nghĩ sao lớn tuổi không cả. Là không có ai thương hết đi mà mày cứ tầm bảy. Từ từ thì có người thương gì đâu mà lo gì đâu mà. Mình mãi linh nhớt chiều ra mặt mày. Mệt quá. Mình cứ nghĩ công việc đó người ta những có 101 con. Chỉ mày bạn con già con nữa. Ra luôn chứ con kia sao ra. Đâu con này bự à. Đây. Cuối cùng mà cái đầu đồng luôn á, cái đầu suối luôn ơi, đầu suối hai cái mình đồng đó, đồng một suối nha, đồng là mình ba lớn rồi mà đó, hơi bị ngon rồi đó, đồng đâu ra con ba lớn, chị làm nó này nướng nhất, để cái chuyến nào qua em về nhà em mà ngay cái đợt mà lúa xạ xong lên á, chục á, cá hù dâm á. Chụp con làm vậy tại em ăn ớn mà thiệt chứ. Mà ăn em gửi, bà cứ gì về em gửi anh ăn thiệt. Kêu em ra đây mày nãy rồi. Thì chiên lên, làm chiếc mắm sẵn đi. Hả? Chiên lên nếu vừa ghép ra là bỏ chiếc mắm vô. Trời ơi trời, trái cây bỏ nó vô nặng cái gì vậy trời. Lại đâu, ai bỏ vậy, lên tiếng ai bỏ vậy. Bỏ để nó không có trôi đó. Là bên. Chơi với tụi nãy hồn có táo với okay, không có bịch nặng dữ ta. Lại. Trời ơi. Năm cũng nói phải mẹ lắm 5-6 kg á. Ừ. Ai coi nặng nó bầu dở không? Nên đập ra chết người luôn á, dở không? Trên 5-6 cục luôn trời. Lại luôn. Nắng tới nữa. Ăn mặn mà cũng thấy